I called you here today because we face dire circumstances. Our intelligence has confirmed the existence of a new threat that is unlike any we have seen before. This organization has the ability to carry out attacks anywhere in the world. They are highly lethal and indiscriminate of age, religion, or nationality. The potential for loss of human life and psychological terror is substantial and cannot be ignored. They are the very definition of an unknown quantity. Our only choice of action is to meet force with force. As of this moment, my program is reactivated, and I am handing over command of all global field operations to you. Recruit your operators from among the world's foremost elite. Borders and protocols are irrelevant. We must be the shield that safeguards the civilized world from those who wish to do it harm. No matter how or where our enemies strike, no matter what defense they cower behind, Team Rainbow must stand ready. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ quay một tựa game mới có tên là Rainbow Six Siege. Thì mình cũng đang nghĩ mấy bữa nay là do Tết đến rồi, cho nên mình cũng nghĩ mấy bữa nay để ăn chơi với bạn bè, kiểu như hôm nay mình quyết định quay trở lại sớm nhất có thể. Thì đây cũng bị cũng khoảng mùng 3, mùng 4 rồi, cho nên mình nghĩ là chắc cũng nghĩ Tết cũng đủ rồi, mình cũng toàn đi chơi ăn uống với các bạn bè thì cũng vui. Nhưng hôm nay thì nếu mà mình cũng được nghỉ cũng hơn một tuần rồi, và khoảng tuần sau thì mình cũng đi học lại, cho nên mình cũng khá là bận, cho nên mình tính quay luôn, tại vì hiện tại là mình cũng đang rất là rảnh. Về vô vấn đề chính luôn, hôm nay mình sẽ quay Rainbow Six Siege như này, phần situation nha các bạn. Thì phần situation nó giống như là campaign của tựa game này vậy đó. Thì thay vì multiplayer thì đây có situation. Hiện tại mình cũng làm được mấy cái rồi, cũng khá là nhiều, còn mấy cái này mình chưa làm tới, nhưng mà mình sẽ xem xét lại hút sâu. Thì nhưng hôm nay mình sẽ không làm như bình thường nữa, mà mình sẽ làm chế độ realistic. Realistic là một chế độ kiểu như bạn nhìn nghe tên cái chế độ này các bạn đủ để hiểu rồi, nó trên cả khó nữa. Nó là realistic là thực tế luôn, có nghĩa là có thể các bạn chỉ cần một vài viên đạn, hoặc là kẻ thù rất là bắn rất là chính xác và đam rất là cao, và không được sử dụng aim assist. Cái kiểu thực chất là mấy game này mình cũng không bao giờ bật aim assist, tại vì nó rất khá là phá game. Nếu bạn nào chơi game các bạn sẽ rõ. Vì vậy hôm nay mình sẽ chơi chế độ realistic này, nhưng mà mình cũng nói với một điều là mình đã chơi thử qua cái chế độ này rồi trước khi mình quay, cho nên nhiều lúc mình sẽ biết mọi chuyện, nó tới chính xác ra là mình sẽ biết tất cả địch nó sẽ đi hướng nào, giống như ân tinh tế vậy đó. Thì đó, mình sẽ cố gắng mình làm sao để realistic nhất có thể mà không chết không gì đó, và vượt qua tất cả cái situation này, tức là campaign này, cho bạn coi. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay luôn. You will engage in 10 fundamental counter-terrorism situations before being deployed. Report to the SAS base in Hereford. You are to infiltrate a kill house and clear the area of enemy combatants. In close quarters combat, operators must rely on situational awareness to locate and identify threats and assets. Secure the area using a slow and methodical sweep. Here, you will face a trained enemy, equipped with military-grade weapons and explosives. You will need to rely on basic muscle discipline and your ability to reduce exposure to enemy fire by using the environment. Never stop until the threat is neutralized. Eliminate the terrorists. Ok, và mình bắt đầu ngay bây giờ. Thì bây giờ mình sẽ cắn cái tinh tế nhất có thể. Và các bạn mới vô, các bạn sẽ thấy một thằng địch ngồi đây. Headshot khá là dễ. Cái game này cũng không có nhiều lúc khó lắm. Khó phần nhất là phần multiplayer thôi. Còn mấy trong phần campaign như thế này thì khá là dễ, các bạn dễ chơi. Nhưng mà càng về sau bữa nay nó càng khó hơn nhiều mức độ, nhưng mà đều có thể vượt qua được hết. Mình sẽ đặt ngay đây một cái Witcher, tức là bom nổ, kích nổ á, để phá cái cửa này.
game này được cái là các bạn một cái các bạn sẽ thấy được cái sự chân thật của nó, là các bạn có thể đột phá từ cái kiểu như một Battlefield thu nhỏ vậy á. Đây cái thằng đây có một thằng địch nhá, các bạn chờ bóp bom đây đây nè, bom mù nhá, headshot. Bên đây cũng có một thằng, ok đó, khá là dễ và hầu như chưa làm cho tụi nó phát hiện. Bây giờ mình sẽ thả một cái gọi là drone mini, cũng không hẳn là drone nữa mà là một cái chiếc xe điều khiển nhỏ. Đây, nó sẽ dò thám tất cả mọi người, mình sẽ scan địch. Ồ, một thằng ở đây nữa. Và đây có một thằng nữa đó. Đó, bây giờ sẽ quay trở lại. Đây là các bạn có thể bắn xuyên cái tường nhé. Ok, và sẽ chuẩn bị còn 3 đứa nữa sẽ đi từ cầu thang dưới đi lên. Và mình sẽ canh ngay đây để mình bắn nó luôn. Ồ, khá là dễ. Và mình hoàn thành luôn 3 cái nhiệm vụ phụ nữa. Đó, đó là nhiệm vụ đầu tiên, khá là dễ cho nên test cái cách chơi của mỗi người thôi. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ thứ hai, có tên là Suburban Extraction. Nhiệm vụ này là chúng ta có thể chúng ta phải đi giải cứu một con tin ở trong một tòa nhà rất là kiên cố và được thủ bởi khá là nhiều thanh niên cầm súng rất là ghê, và chúng ta chơi trên chế độ realistic thì có lẽ mấy thằng này sẽ rất là cảnh giác đối với chúng ta, và chúng ta phải cần rất là cẩn thận để có thể vượt qua được cái nhiệm vụ như thế này. Và để các bạn không chờ đâu, mình sẽ vô nhiệm vụ luôn. Và nói với các bạn là mình đã chơi qua trước rồi, mình biết nó tụi nó sẽ ở đâu, cho nên á các bạn đừng quá bất ngờ, tại vì mình kiểu làm kiểu realistic cũng phải khó, cho nên các bạn phải biết trước. In a hostage situation, you cannot be slow and methodical. Once you breach the perimeter, you must conduct a violent and dynamic assault in order to extract the hostage from a barricaded house. Use breach charges to quickly infiltrate the building. The physical safety of the asset is paramount. Breach charges give you a momentary tactical advantage to neutralize enemies and take control of the asset. Provide cover for the asset as you move to the extraction point, eliminating any hostiles you encounter. Good luck. Move to hostage location and secure the hostage. Nhìn mặt cái thằng hồi nãy đi giải cứu con nhỏ nó cũng khá là bất ngờ chứ. Kiểu như bố dắt con đi vậy á, giống như phim Taken vậy á, khá là hay. Chúng ta có một thằng nãy cũng đã đứng ngay đây, nhưng mà nó chạy vô bên trong rồi, cho nên mình sẽ đợi nó ra mình giết nó luôn. Đó, nó đứng ngay đây nè, một cái headshot. Ok, và bây giờ mình sẽ thả một cái con xe điều khiển nhỏ để spot địch. Đó, có chân của thằng này một đây đó. Đó, rồi mình chạy qua đây một cái. Đó, con thèm thằng ngay đây nữa. Rồi xử thằng này trước đã. Khá là dễ. Cái mình thích cái game này do cái vấn đề là mình các bạn có thể giết những thằng như thế này xuyên từ một cách rất là dễ dàng, miễn là các bạn có thể nắm chắc được cái chiến thuật của các bạn, rằng xông vào từ từ hay là giết hết, hay là kiểu như Rambo, kiểu thâm nhập khá là hay. Mình khá là thích cái vấn đề của game này. Ồ má, mình có làm hơi quá không ta? Đi xuống ở đây không à? Ê. Lộn rồi. Ok, giờ mình sẽ đi vòng răng sau nhà. Game này đồ họa khá đẹp chứ mình chơi trên chế độ mức setting cũng phải on 2. Mình chứ không, mình cũng không có để ultra hay cái custom cái kiểu để mình để 2 rồi. Mà nó cũng lên khoảng được 100+ FPS cũng khá là được, khá là ổn. Ok, ngay đây có một thằng nhá. Các bạn nhìn xuyên các bạn có thể thấy thằng đó ngồi tuốt bên trong. Đó, mình sẽ bắn một phát để nhắm cái đầu. Tại thường là thằng đó nó sẽ chạy đi mất tiêu cho mình không kịp bắn, phải nhắm vào sau ngay đầu luôn. Và bây giờ mình sẽ đi ra cửa hậu dưới cái tầng hầm và tìm đường lên. Trong đằng sau đây là cái nhà bếp. Mình sẽ chọn một quả bom mù nữa. Có một thằng ở đây. Đó, chết ngay. Ok, và mình sẽ thử thả cái con
xe điều khiển để kiểm tra spot địch. Cho chắc ăn. Trong đây không có ai nhá. Và đây, ngay đây. Đằng sau cái xế sofa này có hai thằng. Chúng ta phải spot hết thì chúng ta sẽ an toàn hơn, với biết vị trí rõ ràng của thằng địch hơn. Và nó vẫn ngồi đó. Thực ra chúng ta còn có khoảng 3 thằng. Đây, và thằng này thằng cuối cùng. Spot cho vui thôi, chứ nó cũng chả giết được mình đâu. Đó. Cái vấn đề của tựa game này là chúng ta nên giết hết trước khi chúng ta tham chiến, nó sẽ hay hơn. Và nó sẽ đảm bảo an toàn hơn khi các bạn cứu con tin. Tại vì khi một khi các bạn đã bây giờ cứu con tin, tụi nó sẽ xông ra ngoài khá là đông. Và lúc đó chúng ta sẽ khó bắn hơn. Và cái đó này mình bắn có thể bắn từ dưới chân, dưới tầng dưới bắn lên như thế này. Đó, xong rồi đó. Chết hết rồi. Giờ chúng ta chỉ cần đơn giản là đi cứu con tin và lôi con tin ra khỏi chỗ này thôi. Khá là dễ, chuẩn bị chúng ta giết hết rồi. Còn một khi đó là nếu chúng ta cứ để con tin bên trong vậy á, mà chúng ta xông vô bắn á, nó sẽ tăng cái hiểm họa lên, là có thể nó giết con tin hay là mình vô tình là đánh trúng hay ví dụ vậy. Hoặc con tin hoặc là mấy cái hàng như thế này nó sẽ chống trả rất là quyết liệt. Ok đi em ơi. Vãi con nhỏ. Ok, và chúng ta là chỗ này an toàn nhé. Đi xuống tầng hầm đi. Và chúng ta, cũng hơi là các bạn chơi cái này của bạn phải nhắm rất là kỹ càng. Và ngay đây có một thằng nữa, để mình đặt cái nhỏ này kia đã. Ok đi tiếp em ơi. Ok và chúng ta đã xong nhá. Khá là dễ, nhưng mà cái nhiệm vụ sau sẽ rất là khó. Thì mình sẽ cố gắng tìm cách như thế nào rồi sẽ bắn dễ hơn nhiều. Ok, ngon lành, cành đào. Không có gì hết, không mất máu luôn. Ngon cơm. Mình làm hết 3 cái luôn, successful, không bị dính đạn luôn. Quá hay. Và hiện tại là mình đã tới nhiệm vụ thứ 3 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn để cho các bạn khỏi chơi phải lâu, tại vì nhiệm vụ cũng khá là ngắn. Nhưng mà trên chế độ realistic luôn nhé. Vô. We are facing a bomb threat against a high value target. It is crucial that you choose an entry point that minimizes your exposure to enemy fire and the time it takes to reach the bomb and disarm it. Repelling is the quickest way to traverse the building, allowing you to bypass corridors and stairs. Once you reach the target, you will need to disarm a bomb loaded with an unknown chemical compound. We have equipped you with a diffuser. Set it near the bomb to intercept the signal. Protect the diffuser while it completes the sequence. A bomb must be located and defused. Nãy giờ mình quên không bật cái mic. Và nhiệm vụ của chúng ta lần này là vô xâm nhập vô cái tòa nhà như thế này. Đây. Để gỡ một quả bom rất là nguy hiểm. Và có một thằng đứng ở đây để mình xử thằng này ra. Đó, rất là dễ. Cái thằng này thường hay đứng ở chỗ này cho nên mình rất là dễ bắn. Nhưng mà mọi quy trình là phải đi theo đúng một cái chu trình, nó sẽ an toàn hơn đến khi lúc mình gỡ được quả bom. Tại vì địch rất là đông, mà mình chơi trên chế độ realistic nữa nên nó rất là khó. Và cái màn này nó cũng như là hướng dẫn cho mình để đu dây ấy. Đu khá là nhiều lần và mình mới hoàn thành được cái map này, mà ít chết và không mình cũng chết đi với lại cũng khá là nhiều lần để chơi được sau cái màn này. Và đã được bắn được như thế này cũng đỡ. Và ngay đây cũng sẽ có một thằng nó đi ra ngay chỗ này. Đây ngay đây. Và vì chúng ta làm chúng phải đợi một chút đợi nó ra để chúng ta thể bắn ngay liền luôn. Đó. Có nó đang đóng cái đó
Đồ chết ngay, nó đang đóng cái gì đó rồi nó chạy ra hướng đó là chúng ta có thể giết nó ngay, khá là dễ. Đồ họa đẹp quá, quá đẹp. Và chúng sẽ đu dây xuống chỗ này, sẽ có một thằng đứng ngay cái cửa sổ ngay đây. Headshot. Một phát là headshot luôn. Và chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi chuyển sang đi xuống tầng hầm để đột nhập vô một cách bí mật hơn và để không chúng nó không phát hiện. Nhưng mà từ cái nhiệm vụ thứ ba chứ đi là theo mình thấy là không có nhiệm vụ gì dễ rồi. Và chúng ta phải kiểu như là chúng ta phải rất là cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, nhất là đây là nhiều realistic nữa. Chúng ta không thể nào bang được nếu chúng ta không biết nó tụi nó ở đâu. Và ngày này sẽ có một thằng ở đây, chúng ta buộc phải đi chậm chậm lại. Đó, chết ngay. Chúng ta không mất máu. Và trên này sẽ có khá là nhiều thằng nhưng mình cần một cái dò thám cái đã. Rồi mình sẽ đi tấn công sâu. Đây, một thằng. Mình khóa là cái trò này vì trò đục tường của nó đó. Thằng nữa, má scan từ dưới đít lên. Thường là những cái lần đầu tiên mà mình làm á, mình bắn đục tường khá là khó. Và mình cũng không rõ là tại mình có thể đục tường vậy cho đến khi á, mình coi người ta chơi. Và không sao, đạn mình cũng khá là nhiều cho nên mình không có tích đạn cho lắm. Vấn đề là mình phải giết hết thôi. Đạn mình còn tới khá là nhiều mà. Đồ, không chết luôn. Thế mới ghê chứ. Thằng kia đâu rồi nhỉ? Cái vấn đề là lâu lâu những cái AI của tựa game này cũng khá là đặc biệt ấy chứ. Và nó đi xuống dưới đây. Nó phát hiện là mình ở dưới đây để đi xuống luôn. AI cũng khá đặc biệt, lâu lâu nó thay đổi cái quy trình của nó và tìm cách đi xuống dưới đây. Và mình cũng khá là lường trước được cái vấn đề như thế này. Và đây cũng sẽ có hai thằng nữa nhưng mà nó ngồi trong đây. Scan nhẹ nhẹ thôi. Và cái đây là cái cột mốc khá là quan trọng. Tại vì nó khá là khó, chúng ta phải ngồi xuống liền luôn. Đó, chuẩn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ thả một con drone như đây. No drone remain. Giờ mình lấy đỡ con này đi. Mình thả hai con rồi. Đó. Chà. À, đúng kiểu drone nó thiệt chứ. Ồ, ngay chỗ này quên, mình quên là ngay chỗ này không có đường vô. Nó scan một đứa ở đây. Một đứa ở đây nữa. Nó không để ý luôn. Hello buddy. Bắn thoải mái nha cưng. Bắn thoải mái luôn ấy chứ. Ok, và mình đã spot hết rồi nhá. Và việc của mình duy nhất là phải bắn cái thằng này được ngay chỗ này. Khá là khó đó. Ok, ngon lành cành đào. Chỉ khó là nghe vấn đề nhiều lúc mình cũng chết nghe thằng này tại vì nó bắn rất là rác. Và mình... mình nghĩ là mình đã đi xuống dưới hay gì bắn trực diện vậy. Đây. Có khá là nhiều trick để có thể đi, các bạn có thể qua được cái chỗ đó khá là dễ dàng mà các bạn không thể... không cần phải tấn công trực diện cái kiểu như vậy. Đó. Mấy mày này chơi cỏ ở đây bật đèn cái kiểu luôn ra thật. Đây, mình hơi bắn xuyên tường ngay chỗ này. Thường lúc đầu mình nhiều lúc mình sẽ bắn không trúng nhưng mà mình các bạn tập đi bắn qua bắn lại các bạn sẽ bắn trúng thôi. Thằng kia mình mất cái gì à? Từ từ nhá. Rồi ok, ngon lành. Má nãy vô tình mình làm rớt cái gì ta? Diffuser. Lại lâu lâu tại vì mình chỉnh là cái nút giữa của cái con chuột á
cho nên nhiều lúc mình bấm nhầm cái nó lại drop cái The Diffuser, cho nên nhiều lúc gây hay gây bất cập cho mình. Ok, ngon lành. Plan Refill. Ôi, chết cha, mình còn 7 viên. Nhưng mà sao đạn mình còn khá là nhiều. Không nhất thiết phải chạy ra ngoài. Ok, và mình sẽ quay vô chỗ này bên này để mình trốn tụi nó. Đó, tụi nó sẽ chạy ra ngoài và nó nhìn cái chỗ đó thôi. Mình chỉ cần trong đây lean ra chỗ này, có nghĩa là né né vào chỗ này để canh tụi nó ra rất là dễ. Cái khúc này không còn khó như khúc ban đầu nữa. Tụi sẽ biết bắt đầu đi tìm mình đây nè. Tụi đang tới đó, còn 30 giây nữa. Đó, một thằng đi đi. Ồ, ok, quá đẹp, quá ngon. Và từ nay thường nó không qua chỗ này nữa, mà từ nó chạy ra nó defuse luôn. Ok, quá ngon luôn. Của cái thằng này có giáp nữa chứ, là một vấn đề mình chưa được thấy luôn á. Alice, ok, mình mém nó, mình rớt xuống dưới 50 rồi, ngon rồi. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong cái nhiệm vụ tiếp theo.